Thì Dung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 9 tháng 12, quý vị đang đến với phần tin Headline News. Và sau đây là tóm tắt một số tin đã diễn ra trong ngày. Bản tin đầu tiên cho biết là tiểu bang California có kế hoạch trở thành nơi phá thai an toàn cho phụ nữ nếu như phán quyết Roe bị hủy bỏ. Hiện tại thì đang có hơn 20 tiểu bang ở khắp Hoa Kỳ sẵn sàng để cấm phá thai nếu như tối cao pháp viện đồng ý việc cấm đoán này vào năm tới. Tuy nhiên, tin mới nhất cho hay, thống đốc của tiểu bang California, ông Gavin Newsom, vào ngày hôm qua thứ Tư 8 tháng 12 loan báo, họ đang có kế hoạch trợ giúp để biến tiểu bang này trở thành nơi an toàn cho các phụ nữ muốn tìm chỗ phá thai. Sự trợ giúp này có thể bao gồm giúp số tiền di chuyển, ăn ở và chi phí y tế cho những người từ các tiểu bang khác. Theo ước tính, nếu như phán quyết Roe bị hủy bỏ, sẽ có khoảng 1,3 triệu người tìm đến California để được phá thai. Được biết hiện tại thì California đang trả chi phí phá thai cho nhiều gia đình có lợi tức thấp qua chương trình Medicaid. Đây cũng là một trong 6 tiểu bang yêu cầu các công ty bảo hiểm sức khỏe tư nhân phải trả tiền phá thai. Thưa quý vị, đã vừa phát hiện ra biến thể Omicron có trong nước thải ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Thông tin trên được xác nhận vào tối thứ Hai vừa qua. Cụ thể thì đã có 8 trong số 39 mẫu nước thải được thu thập từ ngày 20 cho đến 30 tháng 11 từ các nhà máy xử lý nước thải của thành phố Houston là có chứa biến thể Omicron. Thông tin trên được loan đi trong bối cảnh kết luận cuối cùng về biến thể này vẫn chưa có cho đến vài tuần tới. Hiện tại thì chích ngừa vẫn là cách tốt nhất để ngăn ngừa dịch bệnh trở nặng. Được biết, nước thải của thành phố Houston thường xuyên được kiểm tra để phát hiện virus. Bởi theo báo cáo, thì những người nhiễm COVID-19 có thể thải virus theo phân của họ ra ngoài. Dữ liệu về nước thải sẽ giúp xác định nhanh các ổ dịch mới và các điểm nóng cần can thiệp để ngăn chặn virus lây lan. Thưa quý vị, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm nhập cảng hàng từ Tân Cương của Trung Quốc. Đó là thông tin do Hạ viện Hoa Kỳ loan đi trong ngày hôm qua thứ Tư 8 tháng 12 do lo ngại về nạn cưỡng bức lao động xảy ra tại Tân Cương. Để trở thành luật thì dự luật còn phải được Thượng viện thông qua và được Tổng thống Biden ký. Với dự luật này, Hoa Kỳ xem toàn bộ sản phẩm từ vùng Tân Cương là được sản xuất bằng sự cưỡng bức lao động. Nhiều nguồn tin từ trước cho đến giờ cho biết, đã từ lâu thì Trung Quốc đã lập hệ thống để giam giữ những người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm người khác theo đạo Hồi ở vùng này nhằm để cưỡng bức lao động, là phạm tội diệt chủng và vi phạm tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, Bắc Kinh nói rằng các trại giam giữ này là trung tâm đào tạo nghề nhằm để chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Thưa quý vị, chính sách Remain in Mexico bắt đầu và đã có 2 di dân bất hợp pháp được áp tải về Mexico. Remain in Mexico là chính sách đối phó với di dân bất hợp pháp được thực hiện dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ông Biden sau khi lên nắm quyền đã hủy bỏ. Giờ đây, khi đối diện với làn sóng di dân khủng khiếp tại biên giới Texas cùng với các vụ kiện từ nhiều nơi, chính quyền Biden buộc phải thi hành lại chính sách này. Theo ghi nhận hiện nay, đang có khoảng 70.000 di dân đang chờ đợi ở nhiều thành phố biên giới trên đất Mexico để chờ được xem xét tị nạn ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì đã có hơn 4 triệu người đã thôi việc để tìm công việc mới lương cao hơn từ tháng 10 vừa qua. Con số báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ hiện đang có đến 11 triệu công ăn việc làm lương cao hơn dành cho những người lao động. Đây được đánh giá là cơ hội duy nhất có được sau hơn 20 năm qua. Sở dĩ có tình trạng như vậy là do một số người Hoa Kỳ lớn tuổi cảm thấy ngán ngẩm về thời thế và dịch bệnh. Do đó, họ muốn về hưu sớm. Một nguyên nhân khác có thể kể đến như là dịch bệnh khiến cho người ta không muốn đi làm, dẫn đến việc các doanh nghiệp thiếu người trầm trọng và do đó họ phải tăng lương để giữ chân người lao động. Thưa quý vị, tỷ phú Bill Gates dự đoán đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022. Đó là nhận định của ông Bill Gates được ông này đăng trên blog cá nhân vào hôm 7 tháng 12. Cụ thể thì ông này cho rằng đại dịch sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó của năm sau. Dự đoán được ông Bill Gates đưa ra trong bối cảnh thế giới đang cảnh giác trước biến chủng mới Omicron, trong khi các ca nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ thì đang gần chạm mức 50 triệu người. Ông Bill Gates ước tính trong thời gian ngắn sắp tới, vaccine và thuốc điều trị COVID-19 có thể giảm 50% tỷ lệ tử vong do virus gây ra. Tin mới nhất về biến thể Omicron cho thấy, hiện tại thì biến thể này đã lây lan đến 57 quốc gia
Tuy nhiên, hầu hết chỉ bị triệu chứng nhẹ. WHO cho biết họ sẽ công bố kết luận về biến thể này trong vài ngày tới. Trung Quốc đã phản ứng trước quyết định tẩy chay Thế vận hội của một số quốc gia. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 12, thì Canada là quốc gia mới nhất vừa ra quyết định tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Vậy là theo sau Hoa Kỳ, các đồng minh như là Úc, Anh và Canada đã lần lượt tuyên bố tẩy chay tương tự do quan ngại về những vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. New Zealand cũng sẽ không cử các quan chức đến, thế nhưng viện dẫn lý do đại dịch. Để đáp lại sự tẩy chay này thì vào chiều 8 tháng 12 ngày hôm qua, phía Trung Quốc khẳng định chẳng ai quan tâm xem là họ có đến hay không và rằng quốc gia nào tuyên bố tẩy chay sẽ phải trả giá. Theo ghi nhận hiện tại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã nhận lời mời tham dự Thế vận hội của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Headline News của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.